She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life. Xin chào, đây là ngày thứ 3 mà nhà mình ở Phú Quốc. Trúc Anh thì mới ngủ dậy, giờ đang đòi mẹ vào bế đấy. Con bơi. Con bơi làm sao được? Con chỉ lội nước thôi. Quay lại nào. Quay lại đây. Quay lại ra đây. Cá cắn đấy, cắn đấy. Quay lại nhanh. Quay lại lội nước thôi. Không phải chiều hơn, nước ấm hơn mới bơi. Ái da. Ái da. Cái biển đấy. Đại ca tắm biển có bao nhiêu người đấy? Bao nhiêu người treo ô cho? Đi về nhá. Đi về trong chiều chơi. Chiều bơi. Hết rồi. Đi về đi mua sao biển không? Hả chú Anh? Đi về nhá. Đi về nhá. Đi về mẹ. Đi đi về đi chiều chơi. Chiều chơi mà, chiều cần chơi tiếp mà. Chiều ra đây. Chiều bơi không? Về thì chiều mới được bơi chứ. Về không? Về ăn uống ngủ nghỉ thì chiều bơi nào. Ủi thôi, về nhá. Nắng đấy con ạ. À. Đi về rồi bố bé. Bọn mình đang trên đường đi ra làng trại để ăn trưa. Con ngồi xuống đi, cho anh ngồi xuống. Cho anh ngồi xuống đó nào, xếp ngồi xuống, ngồi nhỉ. Ui trời trời, đấy ngồi xuống. Mực đấy, đúng là mực chưa? Có phải mực chưa? Đấy nhìn chú ấy, chú đang trêu mực đấy. Đây con cắm. Ui, thích chưa? Này sao biển, đúng sao biển con thích chưa? Chúng anh thích sao biển đấy không? Con sò. Con nhiều mặt thái. Tông mi. Mực thấp. Con sò dư gì tôm. Còn mấy món nữa. Không nhìn thấy là nó. Mấy món nữa thì là đây ra sau. Đây là mực thấp. Đây là mực thấp. Đây mực ngày ngon nhỉ. Ừ, lên mày gọi à. Bạn gì? Bạn tên là gì? Con học bạn tên là gì? Bạn giúp anh tên là gì? Coca. Anh Hữu Tùng đâu? Anh Hữu Tùng đâu? Anh Hữu Tùng đâu? Anh Hữu Tuấn đâu? Anh Hữu Tuấn đâu? Tuấn. Sao anh bơi ở đâu? Bơi ở biển á? Ok. Ui ạ.
bán năm gia. Để đây ra mới nhanh nhẹn. Mình vừa mới set up chỗ để chụp ảnh. Chụp ảnh sinh nhật cho Thúc Anh. Còn ở đây là phần khách sạn họ chuẩn bị. Chuẩn bị như này. Với lại một cái bánh nữa. Trời hôm nay siêu đẹp luôn. Xui. Không nhận mà trời hôm nay siêu đẹp. Mình gần về Hà Nội thì trời Phú Quốc thì trở lên đẹp hơn. Mới biết trời âm u lắm, cứ đến tầm này là bắt đầu mây đen kéo tới các thứ rồi. Mình đang ở chỗ Địa Trung Hải ngay gần nhà. Tối đến mọi người rủ nhau đi xe máy đi qua khu này lượn để xem ấy, thì khu này cũng đẹp lắm. Xong tính đi ra chỗ cầu hôn nhưng mà tại vì chỗ cầu hôn đang kiểu chưa cho khách du lịch vào tham quan ấy, thế nên là mình sẽ đi vào chỗ Luna ở ngay bên cạnh đấy vào ngồi. Xong cũng may là hôm nay lại đang có nhạc nước ngay chỗ đoạn này này, thế nên là bọn mình ngồi ở bên ngoài. Xong rồi coi như đi chúc mừng sinh nhật Thúc Anh. Thế nào Thúc Anh bây giờ lại được ăn bánh sinh nhật đấy nhỉ? Thúc Anh hôm nay đến đây á. Lại ăn bánh dâu ấy hả? Bánh dâu à? Ok. Bánh ơi, bánh bánh. Ở đây được rồi, đợi tí ba. Tim như thế á? Ngầm nước à, ngon thế nhỉ? Okay.
Bọn mình vừa mới về đến khách sạn, mới chở Trúc Anh với mẹ về để cho bạn Trúc Anh đi ngủ. Xong đến một tí nữa mình lại đi qua đi, lại quay lại đi tới cô chú của Trúc Anh. Tàn cuộc. Sao? Đẹp như kiểu GTA á nhỉ? Nhờ, đẹp như GTA. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of. Hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình ở đây, thế nên là trời lại còn âm u nữa. Trời hôm nay âm u, khả năng là mưa, thế nên là ở đây nhìn lên nó cứ bị tối tối ấy. Thôi chắc bây giờ về luôn thôi, không sợ tí nữa mưa. Tuấn Dung ơi, về đây không mưa, thấy có hạt đấy. Người đi Phú Quốc thường sẽ mua cá khô, nhưng mà riêng nhà mình đi Phú Quốc mua một đống gối ở khách sạn này. Và mình đang ở dưới chỗ Kid Club chơi nốt, xong rồi chiều thì lên đường đi về Hà Nội. Còn cô chú của Trúc Anh thì bay chuyến sớm hơn nên về trước rồi. Quên qua chưa quay cái khu vui chơi này. Thấy khu vui chơi này bé nhưng mà nói chung là cũng được, cũng đầy đủ phết. Và trong đây có cái chỗ để tô tượng này, với lại tô tranh vẽ sẵn ở đây. Trong này thì có chỗ đồ chơi kiểu đồ nấu ăn rồi xúc cát. Bên này thì có bồn nước các thứ. Ở đây thì đây là chỗ vệ sinh. Ở đây là chỗ rau củ quả. Tiếp đến đây có mấy cái chỗ cho các bé vào ngồi chơi. Đây có gấu bông thử. À, trong đây thì có chỗ lắp Lego. Cái chỗ ống chui kia, Trúc Anh thích chui ở trong mấy cái ống đấy. Đây nữa, ở đây có chỗ nhà bóng để chơi. Chỗ này chỗ nghỉ ngơi. Ồ, nó khoe chị em vẽ tranh xinh hết nhỉ. Anh đi chơi về nè. Anh đi chơi về ngoan nhé. Chơi chiều chơi. Thế là giờ nhà mình chuẩn bị tạm biệt Phú Quốc để về với Hà Nội. Lần nào đi cũng vậy, cứ mỗi lần chuẩn bị về này lại rất là buồn. Bye bye Phú Quốc, hẹn gặp lại vào ngày gần nhất. Con gái bố dậy xong rồi chuẩn bị đi máy bay nhá. Hôm nay mình chuẩn bị check out xong đi về thôi. Bye cô chứ, đi nào. Mặt lúc về. Mặt lúc về. Nào bố để cho đi chơi tiếp nhỉ.
Này con biết ngoan, này năm nào bố cũng cho đi Phú Quốc 2 lần nhá. Down the years it's been alright. And now I'm sorry I want more, it's not in tonight. And on as we go we seem to fight. But baby that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes we